Hello anh em nhá, mình là Túi Thiện đây. Thì dạo gần đây nhiều anh em hỏi mình là tại sao kiểu kênh mình không hát đấy mà lại làm sang chôn. Thì cũng giải đáp thắc mắc luôn anh em là dạo này kiểu thời tiết là giọng mình bị ốm. Mà anh em biết là YouTube ấy, để mấy hôm kênh không đăng video thì nó sẽ kiểu mất fan này các thứ. Thế là mình mới làm đến cái kiểu mình mới chuyển sang chủ đề chôn được 2-3 video ấy. Thì hôm nay tiếp tục xem đi hát, thì mình sẽ hát bài Suốt Đời Không Xứng của Khải Đăng. Mọi người lắng nghe của mình nha. À, nếu thế hay thì người cho mình một like, một comment, một sub nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đến đây kết thúc, thì lưu thứ hai mọi người cho mình một like, comment, một sub nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.